Hải Châu đây anh em ơi. Đây, Hải Châu lá siêu dí đây. Tay tán ra tàu là mình đã định hình form rồi. Đấy. Cái ngọn này, này mai mình sẽ vào kẽm. Thấm có lắc. Cái này chuẩn bonsai để bàn nhé. Anh em nào cảm thấy thích thì ngon bổ rẻ, nắc đẹp, đường co cốt này, cái chốt này mình làm được 2 năm rồi. Đang vẽ một cái chiếc lắc này, đang nuôi cái tàn này để sau vẽ lắc văn nhân xuống dưới. Cây Hải Châu này thân của nó được khoảng tầm 15, đang nằm ở chậu vuông 40. Giá em này 1,5 triệu cả chậu. Đây là cây găng tu hú. Đây cũng được mình phế cái ngọn bên trên này, mình nuôi được cái tay rớt. Cái này cũng dáng nắc văn nhân này. Hàng tương lai. Cái này giá 2,5 triệu. Nằm trong một chiếc chậu xịn sò 40. Cái chốt tử nó bên dưới đây. Sau này mình sẽ phế cái cành con này đi. Mình nuôi nó tay to thôi. Đấy, găng vàng cú 2,5 triệu. Đường nắc của nó. Nhìn chi tiết. Thân gốc này là một ôm tay không hết. Còn thân trên này của nó hoành 15, 16. Đây, cái siro đây. Gốc nắc. Lên đây mình đang nuôi một cái tàn rớt văn nhân. Đây, đang có trái ở trên cây. Đây, cái siro núi này. Anh em mà thích thì là cả chậu này. Giá 1,5 triệu nhé. Đây là một em sam bông toàn chậu. Hàng mini cầm tay đây. Cây này mà anh em nào mà đam mê thì để cho anh em mức giá là 1,2 triệu. Dễ quái chân dài nhé. Tay tán đã vào đến nước kẽm rồi. Đây còn em sam bông chân siêu dài đây. Cái cổ gốc của nó đấy lở. Đấy lở đây trải đây này. Đất phủ đi. Xây dựng cái tán này. Để cắt tật sam bông nhá. Sam bông
trong này bán thanh lý 4,5 triệu, nhưng mà bán thanh lý cho anh em ăn nhanh 3 triệu. Đấy, cho anh em nào đam mê về nuôi tiếp 3 triệu nhé. Đây là hai cây kim quýt này, nói chung là hàng mini quá ấy. Mình mới định hình form tán cho nó mấy hôm nay thôi, cây này để nuôi tiếp. Đang nguyệt quế rừng này. Đây. Tiếp tục nữa là đây là những cây sam lũ trái. Cây sam lũ trái này thì trước mình mua của bonsai tư quẹo. Hai cây này là cả ship về là 1,8 triệu, 900.000 cây. Hai cây sam trái một cặp. Đây là cây bạch sơn nhĩa, đây là cái dòng hoa trắng này. Đấy. Cây này tuần trậu 2 năm rồi, đang nằm trên chiếc trụ ngọc. Đây là một em dúi nắc quan nhân. Đằng trước mình vào kẽm nước hai cho nó. Đường thân thì phải nói là rất là nghệ thuật, mặc dù là nó hơi bé. Ừ, thì hơi bé thì hơi dễ hơi bé, nhưng mà chuẩn ra lắc đẹp. Đây, trời mồi lá dài này, dòng này thì nó đế cũng đẹp. Dòng này thì nó chậm trái nhưng mà nó trái nó sẽ đẹp hơn những cái dòng trái lá tròn. Đây là một cây trà phúc kiến này. Mình đã tháo kẽm vừa rồi cho nó, tháo cái đường kẽm. Bây giờ cái đường nắp văn nhân đang có trái ở trên cây. Cây này đến Tết là mình sẽ cho ra hoa trái kín cây luôn. Nói chung là cái lá là nó ra trái. Đây là em táo gà trường thọ, buổi tối lá nó có vẻ hơi ngủ. Cây này cũng là hàng mini bonsai và dáng chuẩn dáng nắc đẹp. Cái đầu này sau mình đánh nữa, mình đánh nữa cái đầu này, đợi nó ấm tàn. Tùng Na Hán. Đấy. Trước mình cắt giật cái đầu nó chuyển dáng lại. Phần thân nó một chiếc tay. Đấy. Anh em nào yêu cái Tùng Na Hán này, cả chậu giá 2 triệu. Hàng này là hàng tương lai. Đây là cây hải châu. Đây. Cái này mình đang thả cái tay cành của nó. Cây thì nó không được to, nó chỉ bằng ngón chân cái thôi. Nhưng mà được cái là
mình đang tạo cái cành rớt thứ hai nhỏ mini. Đây, cái phần đỉnh này, phần đỉnh này sau này mình sẽ cắt bỏ đi, mình sẽ cắt bỏ đi một cái chốt ở bên này, cắt cái chốt ra đi để cho nó ôm cây, ôm cây. Cây sam núi này mình mua, người ta bảo là sam núi trái đấy, nhưng mà nuôi đến thời điểm này là vào cái chậu này nó thoát chậu rồi, nhưng mà cắt tỉa chi cành rồi, nhưng mà mình chưa nhìn thấy ra trái. Hay là mua thì họ bán cho mình là sam núi trái này. Đang nuôi thả để định hình tay tán. Cây này cũng là hàng đẹp, vậy đấy nó đang phát triển. Trong này một cái tùng mini, tùng đa hán mini đây. Hôm trước mình mua một cái cây, cây này nó là gọi là dòng phôi, cây giống ấy. Và bắt đầu mình mới vào kẽm, mình vẽ cái lắc văn nhân này chơi, thì thấy nó ra một cái đọt non bên cạnh, khả năng là mấy hôm nữa mình sẽ tháo được kẽm này để tìm những cái mắt mới để nuôi cái đỉnh đầu ngọn. Đây tháo gai trường thọ này, tháo gai này thì mình đang để tay cành hơi nhiều. Đây, những cái cành này nó hơi nhiều, hơi dày, nó hơi dài. Đây, sau mình sẽ thu bớt này. Đợi cái ngọn này nó to, đợi cái đường ngọn này nó to lên, đào lên, bắt đầu là mình sẽ thu những cái chốt bên dưới này để làm ít tay cành, cắt giật lại. Đây là một em hải châu ấy. Đấy, thân này khỏi phải chê, nắc đẹp. Mùa này nó cũng đang ra hoa đây nhỉ. Để nuôi cái tán trên ngọn này nó ấm là xong rồi. Tính tiếp. Đây, những cây sam núi trái mini cầm tay. Cái này cốt to, củ to này, ấm tán rồi, tháo hết kẽm. Đây cũng là một em sam trái đây. Đây, cái ngồng nó ra trái, siêu trái đấy. Cái loại này là loại siêu trái luôn đấy. Lá ra trái này, chùm. Mình đang ghép cái cây này vào một cái hòn đá mini trong chậu để nuôi, xem nó ra bông ra trái này. Vì là hiện giờ thì như mắt thường quan sát thì nó là trái, nhưng mà sau này nếu nó ra bông thì không cần thiết nuôi nữa. Đấy, anh em nào đam mê thích tác phẩm nào, đây cũng là một em sam bông. Cái này có một cái chiếc lắc văn nhân rất là đẹp. Đấy, đường lắc rất là tự nhiên. Cái này cây sam núi khai thác thì lui được một cái đường co đây,
25 to bằng gần một lửa ngón tay à, bằng cái đũa ăn cơm. Đấy, đỏ một cái tàn rớt luôn đây. Cái này là cũng là dạng là hàng đẹp chuẩn dáng, anh em nó thích cái cây sân bông này, để cho giá 1.500.000 mini vỏ bàn. Đây kim quýt, đây kim quýt mình gấp bừa vì tay nó lên tùm tùm. Đấy nhá. Giờ mình lại phải lượn ra cái vườn phía hành lang bên ngoài này mình xem nào. Xem là các cái sản phẩm mà mình đây một cái sao nữa là bắt đầu đánh rễ rồi ra đó. Cái này cùng cùng nữa đây không đấy, cái gì móc à? Đây, đây là một em sắm trái. Đây. Các bạn nhìn là các bạn đã phát hiện ra trái này. Đây. Chùm chùm chùm. Đây. Đây là một cây sắm trái nhé, dáng đỏ này. Tăng ra trái đây. Những cái chùm trái đó đấy. Cái cây này mình cũng đã xây dựng cho nó tay tán rồi, chuẩn rồi, chuẩn một sai. Cây này bỏ bàn rất ok luôn. Cái này anh em nào mà thích thì sẽ để lại cho mức giá là 2.500.000 nhé, siêu trái luôn đấy. Dòng này là dòng siêu trái nhá, không phải suy nghĩ gì cả. Đây là những cái cây sam trái, sam trái với một cây sam bông ghép đôi, ghép hai cây, một cây sam sam trái bên này, cành bên này là sam trái, ngọn bên này là sam trái, còn cái ngọn đỏ bên kia là sam bông. Đó. Đây là những cái tác phẩm sam núi mình đang trong quá trình nuôi cái củ bẹ cho nó to. Đây. Củ bẹ dễ cắt giật rồi, tay tán để cho nó đây, Hải Châu ăn dân đây. Đây là một em sam núi trái, dòng này cũng là dòng khai thác siêu trái luôn. Mình đang có dự định Tết năm nay là sẽ phun trái ở cái cây này. Cây này thì đương nhiên rồi, giá của nó thì khoảng là 5.000 nhá, thì mình mới giao dịch. Mình đang rửa cái cây này để
cho nó vào, chia sẻ nó vào những cái chậu này cho nó nằm mát gốc. Đây là hải châu. Này nó to quá, nó tốt quá, nó ăn chậu mình rắc nó ít ra, nó mọc ở gốc. Và cây trà phúc quyến, cây này thì nó là dòng siêu trái, không phải vàng, trái trái rất nhiều luôn, trái gần chín cây luôn, già thân nắc. Cây trà phúc quyến này anh em nào thích thì bán luôn 2,5 triệu. Trái ngang nhá, chúc anh em ngủ ngon.